Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Jessie Nguyễn. Hôm nay Jessie sẽ chia sẻ với các bạn khám phá cuộc sống Việt Kiều ở Mỹ. Phần thứ 3 nhé. Nào bắt đầu video thôi, let's go. Phần thứ nhất Jessie muốn giới thiệu với các bạn đó chính là apartment ở Mỹ và các ngôi nhà nhỏ xung quanh ở Bắc Carolina. Các bạn có thấy cái gì ở đằng xa xa không nè? Đó chính là 19516 Smith Circle. Đây là một cái địa chỉ của cái studio apartment nơi mà Jessie đang sống nè các bạn. Ở cái studio apartment này á, có tất cả là khoảng 10 căn phòng ở phía trước mặt của Jessie nè. Đó, các bạn có thấy không? 10 căn nhà nhỏ nhắn nhưng mà rất là ấm cúng luôn nha. Nó thấp thấp vậy thôi á. Bên cạnh cái apartment á, đó chính là nhà người dân ở á các bạn. Những cái căn nhà mà bằng gỗ ở North Carolina là nhìn xa xa vậy cũng mắc lắm nha. Nơi Jessie sống á, thì Jessie không biết bao nhiêu nhưng mà nó cũng tầm khoảng $300 trở lên á, $300,000 trở lên đó các bạn. Đó. Còn nhà gạch á thì nhà gạch nhà đá còn mắc nữa nha các bạn. Đường đi đó cũng là một hai căn nhà nè. Rồi Jessie quay từ từ cho các bạn xem lại nha. Ok, bây giờ các bạn cùng Jessie đi xem cái apartment nó như thế nào nhé. Jessie ở Mỹ 2 năm cho nên Jessie chưa có thích mua nhà, ở nhà thuê. Đó, nhiều nhà nó trang trí vẫn còn Halloween với Christmas kìa các bạn. Jessie trò chuyện với các bạn một chút xíu đó chính là những cái căn hộ ở North Carolina thì ở Charlotte á là hơn $1,000 nha các bạn. Còn những cái như Huntersville cũng $1,000 luôn. Nó cũng mắc mắc á. Nhưng mà trung bình á, mà mỗi một hộ gia đình giống như là 4 người á, thì sẽ có tất cả là 2 phòng ngủ nha. Và ở tầng trên, còn ở đây á, là một cái gia đình nhỏ 3 người á, thì một căn phòng. Còn những cái căn mà cho thuê á, ở Mỹ á, là này đằng sau này các bạn. Đó. Đằng sau hồi nãy Jessie show đằng trước cho các bạn xem rồi đó. Thì một căn nhà cho thuê ở Mỹ, không phải một căn nhà, một căn hộ cho thuê ở Mỹ cũng thấp nhất á, là $600. Còn nhiều nhất á, là $1,000, không chỉ ở tùy bang nha các bạn. Không chỉ cái nơi của Jessie á, thì chỉ cái tầm đó giá để cho thuê thôi. Còn ở bên Cali á, thì chắc chắn một căn phòng ít nhất là 2,500 đến 3,000 một tháng gì đó. Đó, thấy không? Kiến trúc cực kỳ đẹp luôn nha. Cây thông nè. Bên Jessie tháng 1 rồi á thì nó chỉ lạnh thôi chứ không có tuyết gì hết. Nhìn như y như mùa hè, các bạn có thấy không? Không có tuyết gì hết trơn á.
cũng có tuyết nhưng mà chỉ có một hai ngày tuyết thôi rồi nó tan đi luôn chứ không có, nó không có đọng lại. Nếu mà có tuyết á, thì Jessie sẽ làm một cái short cho các bạn xem tuyết ở North Carolina như thế nào nhé. Bây giờ Jessie đi ở đằng sau nè, vẫn ở đằng sau nha. Ở đây cũng 10 căn đường, không có được đẹp bóng loáng như những cái nhà phố nha các bạn. Tùy nơi, có nơi đường không có được như nhà phố. Đó là nhà kho các bạn. Bên đây là nhà người ta nè. Đó. Ở đằng sau cái khu hồi nãy Jessie vừa mới đi qua á, thì nó sẽ có thêm 10 căn phòng nữa nha các bạn. Đây, để Jessie đi chậm chậm cho các bạn xem nè. Còn đi đây nè, ở cái cửa kia, cái cửa mà chính giữa đó cũng có thể là không phải một một cái hộ luôn các bạn, còn đối diện với nó là một cái phòng giặt. Tí nữa Chelsea dẫn các bạn xem phòng giặt nha. À, Chelsea có clip về về giặt đồ ở Mỹ công cộng đó, thì các bạn nào thấy cái clip đó các bạn xem video ủng hộ Chelsea nha. Đó nè, 14 này cho đến 25 luôn đó nha các bạn. Đó, cái căn hộ studio này á, thì nó giống như hình chữ X á các bạn, thiết kế giống như hình chữ X á nhưng mà rất là nhiều phòng luôn nha. Cái anh đi xe mô tô kìa. Đó, ngầu chưa? Còn kia kia, cái đằng xa xa kia kìa là đổ rác. Đây là cái phòng chứa mà giống như họ vứt đồ thì họ có thể vứt ở đây, rồi chủ thuê nhà sẽ đổ cho mình. Đó. Bãi đậu xe cũng rộng rãi lắm nha, đậu xe thỏa thích luôn á. Phần thứ hai của video lần này đó chính là một trang web Rakuten mua sắm miễn phí online, nó giống Shopee ở Việt Nam á. Jessie sẽ vào Google Chrome nha các bạn. Jessie mở Google Chrome nè, sau đó Jessie nhấn vào search của Google và đánh chữ Rakuten và nhấn Enter. Khi bạn Enter thì bạn sẽ thấy một cái trang web Rakuten Shop Earn Get Cashback, các bạn nhấn vô đó. Ở trong cái trang web này nó có nhiều hãng giày dép rồi mỹ phẩm khác nhau luôn nha, có Olay nè, Levi's nè, rồi Old Navy, Kohl's nè. Còn gì nữa không ta? Tè, Gap nó cũng có nè. Banana Republic nó có giảm 8% cashback này các bạn. Cashback là họ trả lại tiền cho các bạn mỗi khi mà các bạn mua sắm tại cái trang web này á. Ở đây nó có sign in và join now, Jessie sẽ chọn join now để hướng dẫn các bạn cách đăng ký luôn nha. Trong join now này nó ghi là get 10 đô cash bonus luôn. Các bạn có thể bỏ email và password vô đây hoặc các bạn đăng nhập bằng Google, Facebook và Apple account luôn nha. Trong sign in á, Jessie sẽ sign in bằng Google account của Jessie. Bạn nào có Facebook hay là Apple thì các bạn có thể sign in bằng cái phương pháp đó cũng được. Khi mà
Chelsea login xong á thì dạo này Chelsea không có shopping á, cho nên là cái shop của Chelsea chỉ có 0%. Khi mà mở vào trong web này rồi mà các bạn có tài khoản nó còn giảm kinh khủng nữa luôn nha. Cái gì mà live vlog 25% luôn nè. Rồi gì nữa không ta? Có nhiều hãng luôn á, có Disney trong này nữa. À, Chelsea sẽ vào hot deal nha. Buy online, pick up in store nè. Thì ở đây có nhiều hãng như là Anna Taylor, Adidas, AutoZone, Banana Republic, Best Buy và những cái hãng khác nữa. Macy nó cũng có luôn nha. Ở đây có free gift nè, free shipping, free card, gift card nè. Rồi ở đây chị sẽ nhấn vào Apple nha. Vô hãng Apple xem có gì mới không. Ở trong này khi mà đánh Apple nó hiện ra Apple Coupon nè, Music Apple nè, Apple News nè. Chelsea sẽ vô apple.com xem có iPhone nào nó giảm không ta. Khi mà bạn nhấn vô đó thì đường link nó sẽ dẫn bạn vô cái trang web của Apple luôn. Trong đây á, nó có nhiều Apple 12, iPhone 12 Pro nè, Apple Watch nè, iPad Air, cho Chelsea sẽ chọn vào iPhone nha. iPhone 12 Pro nè, với giá 999, Chelsea sẽ chọn vô đó, các bạn chờ Chelsea chút. Chọn buy nè. Sau khi các bạn chọn buy xong á, nó sẽ hiện cái điện thoại iPhone 12 nè. Bạn nào thích iPhone 12 Pro thì nhấn vào iPhone 12 Pro, còn bạn nào thích iPhone 12 Pro Max thì nhấn vô đó. Rồi các bạn chọn màu nha, có rất là nhiều màu luôn. Rồi chọn hãng sim điện thoại cho em iPhone 12 rồi trả tiền thôi. Bạn nào có iPhone rồi á thì các bạn có thể trade ở đây luôn nha, còn giảm nữa. Sau khi các bạn shopping của Apple xong á thì các bạn qua một cái hãng mới, đó chính là Amazon. Trên đây á, Amazon nó không có giảm giá gì hết, bởi vì nó là một cái đối thủ cạnh tranh của Rakuten. Có eBay nữa nè các bạn. Đó. Và khi bạn mua sắm xong á, thì các bạn ở đây có travel vacation luôn nha. Bạn nào muốn book vé máy bay thì cũng có thể vô đây để book vé máy bay và giảm rất là nhiều luôn. Chelsea chưa có thử bao giờ hết. Nhưng mà nếu mà dịch xong á, mà có giờ Việt Nam rồi, Chelsea sẽ order cái flight của Chelsea ở đây, đặt vé máy bay ở đây. Chelsea log out trang web Rakuten nè. Sau đó Chelsea sẽ bỏ cái tab Rakuten vào vô Gmail của Chelsea. Và Chelsea chọn cái hàng promotion. Và có thư của Rakuten này các bạn nhớ để ý nha. Rakuten có đề thư cho các bạn để các bạn biết cái ngày giảm giá nhiều nhất đó các bạn. Của các hãng khác nhau, nãy các bạn xem những cái hãng này rồi nè. Nó đang giảm giá quá trời luôn. Sau khi mà các bạn đọc thư xong á thì các bạn có thể thoát cái tab này ra. Chắc xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này vui và hấp dẫn các bạn cho Jessie một lượt like, share, comment và subscribe cho kênh của Jessie Nguyễn để Jessie có một cái tinh thần vui vẻ ra những cái video bổ ích hơn nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn.